kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 6, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với công ty xăng dầu Quảng Trị. Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí. Liên kết tiêu thụ sản phẩm mủ cao su ở Cam Lộ. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới, chiều nay đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty xăng dầu Quảng Trị. Công ty xăng dầu Quảng Trị có 48 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ và ga, chiếm 33% tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhưng thị phần bán lẻ của công ty chiếm khoảng 60%. Thực hiện chủ trương bán của nhà nước về kinh doanh xăng sinh học E5 thay thế xăng RON 92, công ty đã tập trung thực hiện đồng bộ 3 giải pháp để đầu tư mới và nâng cấp cả cửa hàng xăng dầu, đưa ra cơ chế chính sách phù hợp cho khách hàng và người bán hàng gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, năm 2017, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tập đoàn giao, nộp ngân sách nhà nước 230 tỷ đồng. Năm 2018, công ty phấn đấu nộp ngân sách nhà nước 260 tỷ đồng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả mà công ty đạt được, đồng thời khẳng định kết quả đó là nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn và tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết, có ý chí, khát vọng vươn lên. Công ty đã phát huy được vai trò, vị trí của một doanh nghiệp nhà nước, nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ tiêu thu nộp ngân sách, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng mong rằng trong thời gian tới, Đảng ủy và lãnh đạo công ty phát huy kết quả đạt được để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh. Để mở rộng thị trường và thị phần của công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị lãnh đạo công ty kịp thời tham mưu cho tỉnh đề xuất quy hoạch sử dụng đất, nhất là trên các trục giao thông trọng yếu có điều kiện mở rộng kinh doanh xăng dầu, đồng thời tham mưu cho tập đoàn về định hướng chiến lược phát triển trên địa bàn tỉnh, nhất là khi chính phủ đã quy hoạch Quảng Trị vào trung tâm kho vận ở miền Trung. Công ty cần nhanh chóng triển khai các bước để xây dựng kho xăng dầu tại cảng biển Mỹ Thủy nhằm đón đầu cơ hội khi dự án nhà máy nhiệt điện được khởi động. Đồng chí cũng mong muốn công ty thực hiện vai trò dẫn dắt để tạo sức lan tỏa và có cơ chế cung cấp dịch vụ trở lại cho khoảng 80 cửa hàng xăng dầu không trực thuộc công ty. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị Sở Công Thương và Ngành Thuế phối hợp với cơ quan quản lý thị trường ra soát lại nguồn cung cấp đầu vào của các cửa hàng bán lẻ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Với các kiến nghị của công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để ưu tiên quỹ đất, giải phóng mặt bằng khi công ty có nhu cầu mở rộng nâng cấp, coi đó là một trong những chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có nhiều đóng góp trên địa bàn. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý 2 năm 2018. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Quý 2 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, triển khai có hiệu quả công tác, nắm bắt tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, qua đó giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các địa phương cần quan tâm hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý một số vụ án thuộc diện Thường trực theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí cũng đề nghị các lực lượng chức năng chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình mọi mặt, nhất là tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Tới dự có đồng chí Phan Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
18 thí sinh tham gia hội thi đến từ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Hồ Đại Nam, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi khẳng định, hội thi là cơ hội để những người làm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn tỉnh, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng phương pháp giảng dạy. Để hội thi thành công, đồng chí đề nghị các thành viên ban giám khảo, tổ thư ký hội thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vô tư, công tâm, khách quan, đánh giá chính xác năng lực của thí sinh. Đối với 18 thí sinh tham gia hội thi, cần bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng quy định của ban tổ chức để có thể trình bày tốt nhất bài thi của mình. Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018. Dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, cùng đông đảo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Trên lĩnh vực kinh tế, thời gian qua, việc tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý là tỉnh đã tăng cường kêu gọi đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp để đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, gắn với chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các nông sản chủ lực. Năng suất lúa đạt 57,8 tạ trên 1 hecta, cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu vận tải, sản lượng thủy sản đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt gần 1.000 tỷ đồng. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đã đến Quảng Trị để tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư. Trong 5 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cũng tại dịp này, lãnh đạo Sở Công Thương đã thông tin đến cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương kế hoạch tổ chức hội chợ công thương khu vực miền Trung Tây Nguyên, nhịp cầu Xuyên Á, Quảng Trị 2018. Theo đó, hội chợ sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 24 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh. Hội chợ dự kiến có trên 500 gian hàng tiêu chuẩn của 250 đến 300 doanh nghiệp, đơn vị tổ chức. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ, phóng viên dành cho tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, báo chí luôn đồng hành cùng tỉnh, phản ánh muôn mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính bày tỏ mong muốn, thời gian tới, cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu, góp tiếng nói cho sự đi lên, phát triển của địa phương. Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các cơ quan báo chí thắt chặt mối quan hệ, tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của con người. Đối với báo chí, mạng xã hội cung cấp thông tin, đề tài một cách rộng rãi, sát thực và hiệu quả cho báo chí. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng đồng thời xuất hiện nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước, đe dọa an ninh quốc gia. Vậy nhà báo phải ứng xử như thế nào với mạng xã hội? Một câu chuyện có vẻ như đã quá cũ, nhưng cũng cần phải nhắc lại nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Mới đây, báo Tuổi Trẻ đã trích dẫn thông tin khảo sát của báo Le Monde Pháp để dẫn chứng tin giả trên mạng xã hội hay lấy ảnh của sự kiện này gắn ghép cho sự kiện khác. Đó là ngày 1 tháng 10 năm 2017.
vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập. Xung đột xảy ra giữa những người biểu tình với cảnh sát chống bạo động. Xung đột là sự kiện có thật, nhưng nhiều hình ảnh đăng trên mạng xã hội hôm đó lại là ảnh giả. Một bức ảnh đã được chụp trước đó vài năm nay được đưa lên mạng xã hội kèm câu ghi chú: cảnh sát Tây Ban Nha tấn công cử tri Catalonia. Một câu chuyện mới đây nhất ở Nghệ An, lợi dụng sự kiện Quốc hội lấy ý kiến dự thảo luật đặc khu và thông qua luật an ninh mạng, một số đối tượng xấu đã sử dụng mạng xã hội đăng tải làn video clip với nội dung nghìn người biểu tình ở Nghệ An ngày 16 tháng 6 nhằm kích động, lôi kéo những phần tử quá khích biểu tình, bạo loạn, phá hoại. Thực tế, những hình ảnh trên là hình ảnh cũ từ đầu năm 2017 rồi phát lại trên các trang mạng để bịa đặt, tung tin đồn. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội được người ta ví như là cái chợ trời tin tức, ngân hàng thông tin. Đã là chợ trời thì đương nhiên có tin tốt, tin xấu, tin đúng và tin sai, bóp méo và xuyên tạc, có nghĩa là thông tin chưa được kiểm chứng. Ví dụ trong những ngày vừa qua, một số kẻ xấu, cơ hội, phản động đã tung tin trên mạng xã hội xuyên tạc sự thật về dự án luật đặc khu và luật an ninh mạng, lợi dụng dân chủ để kích động quần chúng nhân dân, làm cho nhân dân hiểu lầm về luật pháp, dẫn tới tình trạng tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, đập phá tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của đất nước. Nhà báo đứng trước các luồng thông tin như vậy, đòi hỏi phải có tư tưởng chính trị vững vàng, có kiến thức hiểu biết để có thể làm chủ các luồng thông tin, đưa đến công chúng những thông tin đúng sự thật. Trong cái tác phẩm báo chí của mình phải suy nghĩ viết để cho ai, viết để làm gì, và đúng cái tiêu chí đó là nhân, đúng, trúng và hay. Như bà Khô đã dạy, đó là làm báo để phục vụ lợi ích nhân dân, phục vụ đất nước. Và tác phẩm báo chí phải định hướng được đó là một xây dựng một cuộc sống hòa bình, ổn định và tươi đẹp, hạnh phúc. Ngày nay người ta chấp nhận một thực tế sống chung với mạng xã hội không thể nào khác. Tuy nhiên đối với nhà báo cũng phải chấp nhận sống chung, nhưng yêu cầu đặt ra là cần có những kỹ năng để ứng xử với dư luận xã hội. Với nhà báo, nếu tách khỏi mạng xã hội, tức là nhà báo đang từ tước đi các điều kiện để tác nghiệp, từ tách mình khỏi cuộc chơi chung của xã hội. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, một số tờ báo đã bỏ qua khâu thẩm định để đăng tải các thông tin từ mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian gần đây, nhiều cá nhân đã sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho các cái lợi ích của các cái thế lực phản động. Vì vậy, cái trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác báo chí, của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí chúng ta phải được đề cao, đăng tải các cái thông tin ở trên mạng xã hội thì chúng ta cũng phải rất là thận trọng, chọn lọc, và là thông tin phải có tính định hướng. Và cái thứ hai là liên quan đến cái trách nhiệm chính của những người làm báo thì chúng ta phải thể hiện ở trên các cái báo chính thống những cái nội dung để chúng ta giải thích, làm rõ những cái vấn đề mà dư luận, công luận quan tâm, cũng như là cũng phải có cái đấu tranh, phải có những cái bài viết phản bác, đấu tranh đối với các cái thông tin sai lệch ở trên mạng xã hội. Trước mặt trần loạn thông tin giả xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến người sử dụng nếu không có bản lĩnh, kiến thức sẽ cảm thấy hoang mang và lo lắng. Một trong những đặc tính tạo nên sự khác biệt của cơ quan báo chí, của truyền thông chính thống so với truyền thông xã hội, đó là khi tốc độ là ưu thế của mạng xã hội, trước công chúng luôn khát khao, tò mò, luôn muốn biết cái mới, thì nhà báo luôn có trách nhiệm đưa thông tin chính thống, thông tin đã được kiểm chứng, giúp gàn đục, khơi trong, giúp định hướng thông tin cho độc giả, có lời cho cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội và đất nước. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn 2016-2020 đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Trị có 25 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn cam kết 5.301 tỷ đồng.
trong đó vốn ODA là 4.546 tỷ đồng, vốn đối ứng 775 tỷ đồng. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư 4 dự án ODA với tổng mức đầu tư hơn 1.828 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện các dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương, các nhà tài trợ để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay dự án gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu cho tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là đối với các dự án phi chính phủ. Qua đó thực hiện tốt các quy định của pháp luật, yêu cầu kế hoạch của tỉnh đề ra, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đối với những khó khăn, vướng mắc của dự án GMS, tỉnh Quảng Trị sẽ có kiến nghị để dự án được điều chỉnh phù hợp và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu tốt hơn nhiệm vụ, có biện pháp xử lý đối với các địa phương được giao làm chủ đầu tư nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục, hồ sơ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thống kê nợ đối ứng ngân sách địa phương đối với tất cả các công trình dự án trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho tỉnh có quyết sách trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị gồm đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Hồ Thế Minh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hướng Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Viễn Trường, huyện Gio Linh. Cử tri xã Viễn Trường đã kiến nghị một số vấn đề về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, có hành động tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí từ trung ương tới địa phương, xem xét nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế, chính sách bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số. Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến việc ban hành luật an ninh mạng và chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hà Sĩ Đồng khẳng định, luật an ninh mạng và chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ, với mục tiêu là xây dựng thể chế đột phá, ưu đãi vượt trội, đủ sức cạnh tranh thu hút đầu tư về khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển cho các đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm độc lập chủ quyền, quốc phòng, an ninh. Đồng chí mong muốn cử tri tỉnh táo và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng chí cũng trao đổi với cử tri xã Bình Trường và làm rõ thêm một số vấn đề quan tâm giao cho các cấp ngành địa phương có phương án hỗ trợ cho bà con trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế của địa phương. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Cục Quản lý Xây dựng Công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 và các đơn vị địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng dự án đập ngăn mặn sông Hiếu. Đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Song Lâm, Cục Phó Cục Quản lý Xây dựng Công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Toàn bộ dự án đập ngăn mặn sông Hiếu được thực hiện tại huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 làm chủ đầu tư với dự trù kinh phí hơn 450 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm tạo nguồn cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và cấp nước sinh hoạt kết hợp với phát triển giao thông thủy bộ, tạo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị. Nhiệm vụ của đập ngăn mặn nhằm kiểm soát mặn ngọt, cấp nước sản xuất cho gần 1.300 hectare đất nông nghiệp và gần 200 hectare đất nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người, kết nối giao thông bộ hai bên bờ sông Hiếu, tạo cảnh quan môi trường đô thị và phát triển du lịch. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và các đơn vị địa phương liên quan đã đóng góp ý kiến thống nhất các phương án thiết kế, phương án giải phóng mặt bằng, vai trò của các đơn vị liên quan trong việc giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành bảo đảm kế hoạch đề ra. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là dự án quan trọng có ý nghĩa về mặt kinh tế, xã hội và môi trường đối với người dân trong vùng dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tỉnh giao để phối hợp hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà cần phối hợp tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân hiểu rõ về mục đích và ý nghĩa của dự án đập ngăn mặn sông Hiếu,
Cùng với đó, các sở ngành đơn vị liên quan tùy chức năng, nhiệm vụ của mình cùng vào cuộc để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ của dự án. Thời gian qua, vấn đề liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định cho bà con nông dân được huyện Cam Lộ hết sức quan tâm với nhiều giải pháp, cách làm khác nhau. Trong đó, mô hình tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh mủ cao su ở vùng Cùa được xem là cách làm mới, tạo được sự liên kết bền chặt, lâu dài từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Khác với trước đây, bước vào vụ khai thác mủ cao su năm nay, bà Hà Thị Thư ở thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ không bán mủ qua trung gian là các thương lái, mà sản phẩm được tập hợp lại ở một nhóm hộ 10 người. Sau đó, nhóm hộ này cử người đại diện trực tiếp đưa đến nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ để bán theo hợp đồng đã ký kết. Với cách làm này, người nông dân không bị tư thương ép giá và được bán giá tận gốc tại nhà máy một cách ổn định và lâu dài. Bản thân tôi là muốn là sáu ní là nhà máy là giá là cả là cho phải chăng hai bên cho thỏa thuận để cho câu lạc bộ là làm ăn lâu dài cho được tốt để ba con là phấn khởi làm ăn để họ vô trong cái câu lạc bộ này cho được nhiều và hiệu quả tốt hơn. Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm mủ cao su ở hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa được thành lập với sự hỗ trợ của Viện Mekong, trong đó một tổ hợp tác tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa có 10 thành viên và một tổ hợp tác tại thôn Mai Đàn, xã Cam Chính có gần 20 thành viên tham gia. Theo quy chế hoạt động, các thành viên trong tổ hợp phải trồng, chăm sóc, thu hoạch và bán mủ theo quy định của tổ, không bán sản phẩm qua trung gian hoặc ra bên ngoài mà phải bán tận gốc cho nhà máy, mủ đảm bảo không trộn tạp chất. Các tổ hợp tác này cũng ký hợp đồng bán sản phẩm với nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ với nhiều điều khoản có lợi cho cả hai bên. Riêng người nông dân, ngoài việc được thu mua sản phẩm ổn định lâu dài theo giá thị trường, còn được nhà máy hỗ trợ thuốc chống đông, máng che mưa và kỹ thuật khai thác mủ. Giúp cho bà con tiếp cận được nơi mà họ có thể bán giá cao nhất tại địa phương. Cụ thể đó là nhóm nông dân bán cho nhà máy. Khi mà thực hiện cái phương pháp đó, thì người nông dân người ta không phải chia sẻ lợi ích, không phải chia sẻ cái giá trị cái sản phẩm đối với khâu trung gian là đại lý nữa, mà người ta có thể hưởng toàn bộ cái giá trị của sản phẩm của mình do nhà máy là cái đơn vị là có thể mua giá cao nhất của mình tại địa phương. Đối với doanh nghiệp thì người ta thứ nhất là người ta tìm được một cái nguồn hàng ổn định có chất lượng cao, chất lượng đồng đều, đảm bảo được cái yêu cầu đầu vào khắt khe của nhà máy. Hiện nay, huyện Cam Lộ có hơn 4.100 hectare cao su tiểu điền, trong đó đã đưa vào khai thác hơn 2.500 hectare, tổng sản lượng mủ là khoảng 3.100 tấn mỗi năm. Việc thành lập mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ mủ cao su giữa các hộ nông dân và nhà máy mà không qua khâu trung gian là hướng đi mới, mở ra nhiều kỳ vọng, sớm thay đổi tập quán sản xuất của nông dân, tăng cường mối liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở ở hai bên bờ sông Thác Ma, còn gọi là sông Mỹ Chấn, đoạn sông chảy qua xã Hải Sơn và Hải Chấn, huyện Hải Lăng đang diễn ra nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của những người dân sống xung quanh khu vực hai bên bờ sông. Sạt lở nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đó là thực trạng đã tồn tại thôn Xuân Lộc, xã Hải Chấn, huyện Hải Lăng trong nhiều năm qua. Điều này đã khiến cho bà con ở nơi đây không khỏi lo lắng, nhất là khi mùa mưa lũ sắp đến. Đây là hàng cây tre do người dân địa phương trồng, là phương án tạm thời để hạn chế tình trạng sạt lở, bảo vệ hai bên bờ sông. Tuy nhiên, tre ở các vị trí xung yếu đã bị cuốn trôi, cho thấy tốc độ sạt lở bờ ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, giao thương, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người dân. Sạt lở làm nhất là ảnh hưởng đến kinh tế. Bà con là sản xuất là không đem lại cái hiệu quả, cho nên là ảnh hưởng đến kinh tế. Thứ hai nữa là về cái công tác đời sống đi lại thì rất là khó khăn. Ở cái chỗ là đêm hôm mà bà con đi lại qua lại thì nhiều khi là bộ té xuống đê hồ thì sẽ là té xuống dưới nước. Đoạn sông Thác Ma chảy qua hai xã Hải Sơn, Hải Chánh là đoạn sông rất xung yếu,
Mức độ sạt lở vào bờ trung bình hàng năm từ 5 đến 7 mét, cá biệt có nơi từ 10 đến 20 mét. Theo người dân ở đây, trước đây phía giữa dòng sông có nhiều bãi đất bồi, người dân ở xã tận dụng để sản xuất rau màu. Nhưng sạt lở đã cuốn trôi các bãi đất bồi và hàng tre bảo vệ ở hai bên bờ, uy hiếp tính mạng, tài sản, khiến nhiều hộ phải di rời. Cùng với đó là hệ thống giao thông liên thôn, liên xã quanh bờ sông cũng bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn đường bị sạt lở hoàn toàn. Trên địa bàn thì vẫn còn hơn 10 km bờ sông thường xuyên xảy ra là sạt lở. Do đó với tình hình như hiện nay thì địa phương chúng tôi mong quý cấp trên sớm đầu tư kinh phí để kè chống sạt lở cho bờ sông Thạc Ma cũng như Âu Lâu hiện nay. Để đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân, từng bước ổn định đời sống, nâng cao mức sống cho người dân, nhất là khi mùa mưa lũ sắp đến, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có phương án kịp thời chấm dứt tình trạng sạt lở, giúp người dân yên tâm sinh sống và làm việc. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.